Xin gửi lời chào nồng nhiệt nhất đến tất cả các bạn đang xem chương trình truyền hình của Tập đoàn Sức khỏe Siberia. Tôi là Yuri Gichev, Giám đốc khoa học của Tập đoàn Quốc tế Sức khỏe Siberia. Tôi sẽ dành chương trình này để giới thiệu với các bạn về hợp chất chống oxy hóa mới rất mạnh mẽ của chúng tôi. Hợp chất có tên gọi Renaissance Triposet công thức 3. Bên cạnh những chất chống oxy hóa nổi tiếng như vitamin E, selen, beta-carotene hay chiết xuất từ hạt nho, sản phẩm này còn được làm giàu với các chất chống oxy hóa độc đáo và mạnh mẽ có nguồn gốc từ thảo mộc Siberia với lịch sử hết sức thú vị. Có lẽ các bạn đã từng nghe nói rằng nhóm nghiên cứu khoa học của Tập đoàn Quốc tế Sức khỏe Siberia luôn tìm kiếm các loài thảo mộc mới với tác dụng giúp nâng cao sức khỏe ở trong và bên ngoài khu vực Siberia, hoặc tìm kiếm các công thức y học dân gian, bí truyền của các dân tộc sống ở khu vực Siberia và các vùng lân cận. Trong dự án lớn này, họ đã nghiên cứu một hiện tượng kỳ lạ nổi bật về những cư dân bản địa sinh sống ở quần thể dãy núi Altai, khu vực Siberia. Đây là một trong những nơi có tỷ lệ dân số sống ngoài 80 tuổi cao nhất. Tại sao chúng tôi lại gọi đây là một hiện tượng kỳ lạ? Tất nhiên là cũng có một số khu vực khác trên trái đất, nơi mà người dân ở đó thường có tuổi thọ cao hơn mức trung bình. Tuy nhiên, hầu hết các khu vực này đều có rất nhiều loại thực phẩm đa dạng tốt cho sức khỏe và thường được thiên nhiên ưu ái, ban tặng cho khí hậu rất ôn hòa. Trái lại, dãy núi Altai ở Siberia được biết đến với khí hậu khắc nghiệt, nguồn thực phẩm khan hiếm và lối sống khắc khổ của người dân nơi đây. Tính di truyền mạnh mẽ không thể giải thích thấu đáo hiện tượng này. Ắt hẳn là phải có một điều gì khác lạ trong lối sống và thói quen ăn uống của người dân núi Altai bản địa. Và thứ mà các nhà nghiên cứu của chúng tôi đã tìm thấy là trong thực đơn chủ yếu hàng ngày của người dân nơi đây, bao gồm nhiều loại cây địa phương khác nhau, chúng chứa hàm lượng các chất chống oxy hóa tự nhiên cực kỳ cao. Tất cả các loài thảo mộc này đều sinh trưởng trong môi trường khắc nghiệt trên các dãy núi vùng Siberia. Trong điều kiện như vậy, chúng phải sản sinh ra các chất chống oxy hóa nhiều hơn để bảo vệ chính bản thân mình chống lại ánh nắng mùa hè gay gắt hoặc băng giá lạnh lẽo Siberia. Đặc biệt, mức độ băng giá sẽ tăng gấp đôi theo độ cao của dãy núi Altai. Các nhà khoa học của chúng tôi đã nhận dạng, thu được và nghiên cứu một số chất chống oxy hóa này từ thảo mộc. Điều này đã đặt nền tảng cho sự ra đời của hợp chất chống oxy hóa mới mạnh mẽ của chúng tôi, bao gồm hơn 20 chất chống oxy hóa tự nhiên ở dạng tổng hợp. Nói một cách khác, khả năng kết hợp tác động của các thành phần riêng lẻ với nhau đã mang lại kết quả tối ưu. Vậy các loài thảo mộc nào ở vùng đất Siberia có thể giúp chúng ta sống lâu hơn? Chúng ta hãy lấy ví dụ về cây thông rụng lá Siberia. Các cành và nhánh non của cây thông này có chứa một chất chống oxy hóa độc đáo là dihydroquercetin. Nó có họ hàng gần với chất chống oxy hóa nổi tiếng khác quercetin. Nhưng nhờ vì một số khác biệt trong cấu trúc hóa học, nên dihydroquercetin có tác dụng chống oxy hóa cao hơn gấp nhiều lần. Hoặc chúng ta hãy quan sát kỹ các loại quả mọng Siberia. Chúng mọc nhiều trên dãy núi Altai. Theo các nhà nghiên cứu của chúng tôi, quả Nam Việt Quất và quả Việt Quất mọc hoang dã ở Siberia có chứa hàm lượng cao hơn nhiều các chất chống oxy hóa mạnh mẽ như anthocyanin và proanthocyanidin. Điều đáng chú ý là hai chất nói trên đều là những chất chống oxy hóa nổi tiếng có trong chiết xuất hạt nho. Thế nhưng điều khác biệt ở đây không chỉ là thành phần hóa học. Quả Nam Việt Quất và quả Việt Quất Siberia thậm chí trông hoàn toàn khác biệt so với bản sao của mình đến từ châu Mỹ. Quả mọng Siberia trông nhỏ hơn và ruột dày cơm hơn. Chúng có mùi hương thơm nồng hơn nhiều, vị chua nhưng lại không ngọt. Những điểm khác biệt này rõ ràng đến mức mà ta có thể phân chúng vào một loài thảo mộc khác. Hay chúng ta nhớ lại loài cỏ xạ hương Siberia có chứa hàm lượng cao các loại dầu chống oxy hóa dễ bay hơi như thymol và cavacrol mà không cần nói nhiều về các loại polyphenol thường gặp. Trái ngược lại với loại cỏ xạ hương phổ biến mọc khá nhiều và cao đến 60 phân, cỏ xạ hương Siberia lại bám vào núi đá. Do vậy, nó nhỏ hơn nhiều, có ít lá hơn, nhưng thay vào đó nó lại có nhiều hoa hơn. Điều này cần thiết để cỏ xạ hương có thể thu hút các loài côn trùng thường rất hiếm trên các dãy núi Siberia lạnh giá. Do những thay đổi mang tính tiến hóa này, hiện nay cỏ xạ hương Siberia được xem coi như là một loài thảo mộc riêng biệt. Nhưng điều quan trọng hơn
là những thay đổi thực vật này giải thích tại sao hoạt tính chống oxy hóa của cỏ xạ hương mọc hoang dã ở vùng Siberia lại cao hơn nhiều so với loại cỏ xạ hương mà chúng ta đang sử dụng làm gia vị. Lá kinh giới dại rất giống cỏ xạ hương xét về thành phần các chất chống oxy hóa và cũng thường được sử dụng để chế biến các món ăn. Và cho dù người dân Siberia hiếm khi sử dụng cỏ xạ hương làm gia vị như người châu Âu hay người Mỹ, nhưng họ lại dùng lá kinh giới dại Siberia cùng với cỏ xạ hương để chế biến ra một loại trà thảo mộc rất thơm. Và họ thường xuyên uống loại trà này thay cho trà thông thường. Cũng giống như cỏ xạ hương Siberia, cây kinh giới dại Siberia cũng là nhà vô địch trong số tất cả các loài kinh giới hiện có xét về hoạt tính chống oxy hóa. Cây sâu thơm cũng có lịch sử lâu đời trong việc sử dụng cho mục đích ẩm thực. Nó không chỉ là loài gia vị có mùi thơm nồng nàn, mà còn được sử dụng rộng rãi như là chất bảo quản thực phẩm tự nhiên. Tính năng bảo quản của cây sâu thơm được giải thích vì hoạt tính kháng khuẩn và chống oxy hóa đặc biệt mạnh mẽ của loài thảo mộc này. Cây sâu thơm Siberia cũng được xem như là một loài thảo mộc riêng biệt. Nó có chứa hầu hết các chất chống oxy hóa đã được biết đến với hàm lượng khá cao. Tuy nhiên, chúng tôi không bao giờ chỉ dựa vào một ý tưởng đơn lẻ về các loài thảo mộc Siberia và các công thức. Chúng tôi cũng luôn tìm kiếm các xu hướng mới trong y học dinh dưỡng và hợp chất chống oxy hóa mới của chúng tôi. Renaissance Triple Set công thức 3 cũng có chứa các chất chống oxy hóa mới có tác dụng đầy triển vọng như lycopene, selenomethionine, chiết xuất trà xanh và chiết xuất hạt nho. Đó là còn chưa nói đến các loại vitamin và khoáng chất chống oxy hóa đã được biết đến rộng rãi. Hơn 20 chất chống oxy hóa tự nhiên mạnh mẽ và tất cả đều được tính toán với liều lượng thích hợp. Tất cả mọi thứ mà các bạn cần để nâng cao khả năng bảo vệ chống oxy hóa của cơ thể, từ dihydroquercetin hiếm có nhất cho đến vitamin C tiêu chuẩn, từ các loại carotenoid cho đến người hàng xóm nổi tiếng của vitamin, từ rutin và hầu hết các flavonoid quan trọng khác cho đến đủ các loại khoáng chất chống oxy hóa. Chỉ cần dùng 2 viên mỗi ngày. Trong các chương trình tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn về những sản phẩm khác của tập đoàn Sức khỏe Siberia, cũng như một số sự thật thú vị và mới mẻ về cơ thể, dinh dưỡng và lối sống của các bạn. Vì vậy, các bạn đừng quên tham gia cùng chúng tôi trên kênh truyền hình Sức khỏe Siberia.